Sáng ngày 6 tháng 2, ngành chức năng tỉnh Lâm Đồng thực hiện đóng đèo Brent để phục vụ dự án nâng cấp mở rộng đèo. Để đảm bảo phân luồng cho các phương tiện đi ra vào thành phố Đà Lạt, theo hướng cao tốc Liên Khương, Brent, quốc lộ 20, lực lượng chức năng đã lập chốt và cắm biển cấm các phương tiện lưu thông ở cả hai đầu đèo Brent theo hướng xuống từ đường 3 tháng 4, phường 3, thành phố Đà Lạt và hướng dưới chân đèo Brent lên trung tâm Đà Lạt. Theo ghi nhận, do là ngày đầu tiên áp dụng đóng đèo phân luồng theo các hướng khác, nên một số phương tiện vẫn chưa nắm bắt kịp, đã được lực lượng cảnh sát giao thông túc trực ở hai đầu đèo Brent và đèo Mimosa để hướng dẫn người dân và du khách lưu thông qua các tuyến đường khác. Phần lớn các phương tiện lựa chọn lộ trình ra vào Đà Lạt theo hướng từ cao tốc Liên Khương đi lên đèo Mimosa và ngược lại, khiến cho lượng phương tiện tăng nhiều so với các ngày trước đó. Tuy nhiên, phần lớn các phương tiện lưu thông khá ổn định. Ở tuyến còn lại từ đường cao tốc Liên Khương, Brent đi qua hầm chui nối với khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm, bắt đầu từ đường Hoa Đỗ Quyên, do lộ trình xa hơn, nên trong ngày đầu tiên khá vắng phương tiện lưu thông. Cơ quan chức năng đã cho tiến hành phát quang hai bên đường, kẻ lại vạch vàng để phương tiện dễ lưu thông hơn.